Bắt trộm. Ba, con mèo con của nhà cô Lan dễ thương quá. Mình muốn nuôi con mèo con xinh xắn kia quá. Phải về bảo mẹ sang nhà cô Lan xin cho mình mới được. Đây, con mèo con nhà cô đây. Nhà của cô có con mèo lớn rồi nên không muốn nuôi thêm nữa. Cô tặng cho bé Hoa luôn nè. Dạ, con cảm ơn cô Lan. Con có thêm bạn mới nữa rồi. Con nhớ phải chăm sóc con mèo cẩn thận nha. Mèo con chỉ mới được 3 tuần tuổi thôi, vẫn còn nhỏ lắm. Dạ, chị yên tâm đi. Con bé Hoa thích mèo lắm. Chắc là nó sẽ quấn quýt con mèo cả ngày không thôi. Em và con bé Hoa nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt mà. Mèo mẹ cam con lắm. Nhưng thôi, một thời gian nữa nó sẽ ngoan ngoai thôi. Hai mẹ con đi về đi. Mèo ngoan của chị, ăn cơm thôi nào. Ơ, sao em không ăn chứ? Cơm cá chị đã gỡ xương ra rồi nè. Mèo con ăn đi. Em ăn ngoan, nếu không sẽ bị đói đấy. Động vật đến môi trường mới sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nó chưa thích nghi được nên sẽ không ăn uống gì. Con mèo còn nhỏ quá, con để nó từ từ thích nghi. Mẹ mua sữa cho mèo con uống thử xem sao. Dạ thưa mẹ. Mèo con ngoan, uống sữa đi nào. Con mèo sao thế nhỉ? Cái gì cũng không chịu ăn, uống nước cũng không chịu uống. Hay chắc là nó chưa quen, để từ từ rồi nó quen vậy. Rồi thì sẽ không quen ở đây. Vào nhà thôi. Mèo mèo, mèo mèo, em đâu rồi? Mèo con đi đâu rồi nhỉ? Mình mới ngủ trưa thôi mà đã không thấy nó rồi. Có khi nào nó chạy ra ngoài không? Mèo mèo, mèo mèo, em đâu rồi? Đi về nhà thôi, mèo mèo. Ơ, đây là đâu nhỉ? Nhà mình ở phía này hay là ở bên kia? Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi? Con không thấy ba mẹ đâu cả. Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà, mình muốn về nhà. Ba mẹ ơi. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy con bé Hoa. Mình phải làm sao đây? Trời ơi! Bé Hoa! Bé Hoa! Con gái à! Mẹ! Không sao, không sao. Có mẹ ở đây, có mẹ ở đây. Mẹ tìm được con rồi. Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa con. Mẹ ơi! Hôm nay con không thấy mèo con. Con đi tìm mèo con khắp nơi. Nó đi đâu vậy mẹ? Trưa nay lúc con đang ngủ, mẹ có việc sang nhà cô Lan. Mẹ thấy mèo con vẫn chưa quen ở đây nên đưa mèo con đi cùng để mèo con đỡ buồn. Mẹ ơi, sau này mình thường xuyên đưa mèo con sang nhà cô Lan để mèo con được ở bên cạnh mèo mẹ nhé. Hôm nay không có mẹ bên cạnh, con buồn và sợ hãi nhiều lắm. Mèo con chắc là cũng vậy. Ừ, chúng ta sẽ đưa mèo con sang nhà cô Lan thường xuyên để mèo con được ở bên cạnh mẹ nha con. Sự tích hạt thóc. Mẹ ơi, có gì ăn chưa ạ? Hôm nay mẹ thấy trong người hơi mệt nên vẫn chưa nấu được con à. Thế mà con cứ tưởng mẹ nấu xong rồi chứ. Thôi, con đi chơi tiếp nha.
Đây là con gà cuối cùng trong vườn mình. Mẹ định để nó đẻ trứng hàng ngày, nhưng mấy ngày rồi con không được ăn thịt, nên mẹ làm cho con ăn. Ngon quá mẹ ơi. Ừ, con ăn đi. Con ăn xong rồi, con đi ra chơi với các bạn đây, lát con về. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ dậy nấu ăn đi, con đói lắm rồi. Con à, mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi hôm nay đâu. Con ở một mình, phải biết tự chăm sóc mình. Sau khi mẹ mất, con sẽ thấy ở chỗ mẹ nằm có một loại hạt nhỏ. Con hãy bỏ vào trong chậu đất, đổ nước vào, rồi gùi về kinh thành vào cung. Con sẽ đổi được rất nhiều vàng bạc. Không, mẹ không được chết, mẹ phải sống. Phải tỉnh dậy còn để nấu ăn cho con nữa chứ. Mẹ, mẹ ơi. Đói quá. Có cái gì dưới gối thế nhỉ? Mình sẽ làm theo ý nguyện của mẹ, sẽ lên hoàng cung một chuyến, còn hơn là ở nhà nằm chết đói. Từ sáng tới giờ không bán được cái gì, giờ lại thêm thằng bé nghèo khổ ở đâu cứ đến ám thế kia, còn làm ăn gì được nữa chứ. Này nhóc, không thấy ta đang bán hàng sao? Không mua thì đi chỗ khác, cho ta còn bán hàng chứ. Có chuyện gì nhóc? Bác ơi, bác làm ơn cho cháu ngủ nhờ nhà bác một đêm. Sáng mai... Có tiền không? Cháu không có. Vậy thì không có chỗ đâu. Con ơi. Mẹ, mẹ ơi, có phải mẹ không ạ? Con hãy xem lại những hạt mà mẹ đã để lại trước lúc ra đi đi. Hạt mẹ để lại ư? Ơi, nó đã lớn thế này rồi ạ. Mà đây là hạt gì thế nhỉ? Khi những hạt này được mọc ra, con hãy đem nó đến dâng lên nhà vua. Đây là một loại hạt khi bóc vỏ, nấu ra sẽ được một loại thức ăn rất ngon. Đức vua chắc chắn sẽ rất thích. Lúc đó con sẽ được tặng nhiều vàng bạc và sẽ không phải sống khổ sở nữa đâu. Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Mẹ ra đây với con. Con nhớ mẹ lắm. Con không cần của cải, tiền bạc, châu báu gì cả. Con chỉ cần mẹ thôi. Giờ con mới hiểu, Chỉ có mẹ là người tốt nhất với con trên đời này mà thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Chắc hẳn mẹ rất lo cho mình nên mới mang loại hạt này đến cho mình. Không, mình sẽ không dâng nó cho vua. Nó là của mẹ để lại cho mình. Mình sẽ mang nó về, trồng nó, dùng nó để sống qua ngày. Nhất định mình sẽ sống tốt
để mẹ được yên lòng. Và loại hạt đó, cậu bé đã nhân giống cho mọi người xung quanh, để ai cũng được no đủ. Sau này, người ta đã gọi đó là hạt thóc. Cô bé hoa hồng. Hoa hồng ơi, chị thật là đẹp. Em chưa từng thấy cô bé nào lại có mái tóc óng mượt, đôi mắt đen long lanh như chị. Tất nhiên rồi, vì thế ngày nào chị cũng ngắm mình dưới dòng nước. Thật tuyệt vời. Hoa hồng, trong lúc mẹ đi rút quần áo, con đã quét nhà cho mẹ chưa? Mẹ, con chưa. Quét nhà nhiều sẽ làm hỏng hết đôi tay của con mất. Vậy bây giờ con nhóm bếp giúp mẹ, để mẹ chuẩn bị bữa tối nhé. Ấy ấy, không được đâu mẹ ơi. Nhóm bếp có thể làm cháy mái tóc dài óng ả của con. Cói bếp có thể làm xấu đôi mắt long lanh của con. Không được đâu mẹ ơi. Con sẽ đi hái một ít hoa về đặt trên bàn bếp cho đẹp mẹ nhé. La la la, la la la. Mẹ ơi, con hái hoa về rồi đây. Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Lẽ ra, giờ này mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi cơ mà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi! Mẹ đừng làm con sợ! Hoa hồng ơi! Mẹ chị ốm vì phải làm việc vất vả quá đó. Thật hả chim nhỏ? Tất cả là tại chị lười biếng, khiến mẹ phải vất vả. Chị phải làm sao để mẹ khỏi ốm bây giờ? Chị hãy thử vào rừng, thế nào cũng tìm được thuốc chữa bệnh cho mẹ chị. Thật hả? Vậy thì chị sẽ đi ngay. Đi ngay. Ôi, biết tìm thuốc cho mẹ ở đâu đây? Liễu ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em mái tóc, em chỉ đường cho. Sao, mái tóc dài óng mượt của chị ư? Mất đi mái tóc thiệt tiếc quá. Nhưng để tìm được thuốc cho mẹ, mình sẵn lòng. Được, em lấy đi. Cảm ơn chị. Chị hãy trèo lên núi kia, ở đó có thuốc chữa bệnh cho mẹ chị đó. Cảm ơn em. Diên ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không? Chị cho em đôi mắt long lanh của chị đi, em chỉ cho. Đôi mắt ư? Nếu mất đi đôi mắt mà cứu được mẹ, mình cũng sẵn sàng. Em lấy đi. Bên cạnh em có một cái bát gỗ, chị hãy lấy nước trong giếng mang về. Đây là thuốc chữa bệnh cho mẹ chị đó. Cảm ơn em. Mẹ ơi! Ôi, hoa hồng, sao con lại thế này? Mẹ ơi, con không sao đâu. Con đã dùng tóc và mắt của con để đổi thuốc cứu mẹ. Mẹ khỏe lại là con vui rồi. Ôi, hoa hồng. Ôi, mẹ nhìn nè. Mẹ, đây quả là một bài học cho con. Con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ chăm chỉ làm việc, không lười biếng ham chơi nữa. Đúng rồi, cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp của mẹ. Lựa chọn.
Dạ con chào thầy. Cậu là... Dạ con là Sửu, cha con là Trần Tám. Hóa ra là con trai Trần Tám. Ta có nhận được thư của ông ấy rồi. Có phải cha cậu muốn gửi cậu tới chỗ ta học nghề gốm, phải không? Dạ vâng, con rất muốn theo học nghề gốm. Xin thầy hãy dạy cho con ạ. Vậy cậu biết được những gì về nghề gốm rồi? Dạ, con cũng biết một chút sơ sơ ạ. Con có thể làm thử cho thầy xem ạ. Vậy cậu làm thử cho ta xem. Dạ, vâng ạ. Này cậu, phải nặng trong lòng to ra, bé như thế thì đựng được cái gì? À, vâng. Nhìn cái bình của cậu kìa, to phè phè ra, trông thô quá. Cậu phải làm cho nó cao lên chút mới được. Cũng phải, tôi sẽ cho cao lên vậy. Sao lại thế này được? Cậu đứng dậy đi theo ta. Nếu ta bảo cậu lên núi chặt cây, trước mặt là một gốc cây to và một gốc cây nhỏ, cậu sẽ chọn cây nào? Tất nhiên là chặt cây to rồi, thưa thầy. Vậy nếu cây to là cây bạch đàn kia, còn cây nhỏ là cây thông bên cạnh, thì cậu sẽ chặt cây nào? Con sẽ chặt cây thông ạ. Gỗ thông quý hơn gỗ bạch đàn mà. Nhưng thân cây thông lại cong queo, chặt về cũng chả làm được gì, trong khi cây bạch đàn lại thẳng tắp. Vậy thì chặt thân cây bạch đàn đi ạ. Tuy thân cây bạch đàn thẳng, nhưng lâu năm phần giữa đã mục rỗng. Cậu nghĩ có nên chặt nó nữa không? Mục rỗng thì dùng làm sao được. Vậy thì chặt làm gì nữa? Con sẽ chặt cây thông. Nhưng thân cây thông cong queo thế kia, chặt sẽ khó lắm đó. Con cũng không biết nữa. Tại sao cậu không tự hỏi rốt cuộc chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của cậu. Nếu muốn lấy củi, cậu liền chặt cây bạch đàn. Muốn làm hàng mỹ nghệ, cậu phải chặt cây thông, có phải không? Thầy... Cũng giống như vậy, khi cậu nặng gốm, trước tiên phải xác định cậu định nặng cái gì, mục đích sử dụng của nó, để từ đó cậu nặng nó có hình dáng thích hợp. Chứ không phải người này nói phải nặng to ra thì cậu nặng to ra, người kia nói cho cao lên là cậu nặng cho cao lên. Con... Một người chỉ khi có mục tiêu từ trước thì lúc làm việc mới không bị những tác động bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu rõ ràng, tư tưởng thông suốt mới có thể kiên trì. Đó là bài học đầu tiên ta dành cho cậu. Con hiểu rồi thầy ạ. À, hiểu thì tốt, mau theo ta về xưởng bắt đầu học thôi. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Lời đề nghị của nhà buôn. Cụ ơi, xin hỏi làng mình có một cơ sở làm gốm đúng không ạ? Ờ đúng rồi, nhưng làng này có hai nhà làm gốm cơ, anh muốn hỏi nhà nào? Thế hả cụ, vậy cụ chỉ cho con đường tới hai nhà luôn ạ? Ừ, thế thì anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải, sẽ thấy xưởng gốm thứ nhất, đi một đoạn nữa thì là xưởng gốm thứ hai. Dạ, con cảm ơn cụ ạ. Nhanh nhanh cái tay lên, bỏ tiền thuê các người làm mà chậm như rùa, có mà lỗ hết à. Ây chà, người kia đánh xe ngựa, ắt hẳn là lái buôn rồi, mình phải ra chào hàng mới được. Ấy, vị khách buôn ơi, chớ đi đâu mà vội. Anh muốn mua gốm phải không? Xin mời vào xem xưởng gốm của chúng tôi. Xưởng gốm chúng tôi là lớn nhất, uy tín nhất vùng. Vậy hả? Được. Xin mời, xin mời. Đó, anh thấy chưa? Gốm của chúng tôi đều hết sức tinh xảo và độc đáo. Vâng, tôi thấy rồi. Nhưng bây giờ tôi có ý này.
Không biết ông chủ có ưng thuận không? Ôi, ngài xin chớ khách sáo, xin ngài cứ nói. Không giấu gì ông, tôi chỉ là một người làm thuê cho một ông lớn chuyên buôn gốm trên kinh thành. Tôi được giao trực tiếp đi thu mua gốm. Nói thật với ông, tiền công ông chủ trả chẳng bỏ bèn gì, nên tôi nhờ ông việc này. Ngài cứ nói đi, đừng ngại. Tôi sẽ thu mua điều đặn hàng của nhà ông, nhưng khi ghi vào sổ sách, tôi sẽ ghi giá của mỗi mặt hàng cao hơn 10 xu. Làm vậy để tôi kiếm chút ít ấy mà. Tôi nhờ ông ký vào sổ để cho ông chủ tôi tin vào giá như vậy. Ông yên tâm, nếu ông giúp tôi sẽ chia cho ông một nửa, và ông lại được mối làm ăn lâu dài. Ông thấy thế nào? Ôi trời, tưởng gì, chuyện này với tôi là nhỏ như con kiến ấy mà. Tôi đồng ý, đồng ý. Ôi, vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Anh nhớ quay lại lấy hàng sớm nhé. Xưởng chúng tôi bao giờ cũng sẵn sàng, lấy bao nhiêu cũng được. Vâng, hẹn gặp lại. Chào các bác, các anh. Xin hỏi ông chủ xưởng gốm đi đâu rồi ạ? Là tôi đây. Anh muốn mua gốm hay hỏi chuyện gì? Xin chào ông chủ, tôi tự giới thiệu. Tôi là nhà buôn trên kinh thành xuống đây, muốn thu mua gốm. Ồ, chào anh. Mời anh vào trong xem sản phẩm của chúng tôi. Sao cơ? Anh mua một giá, nhưng lại muốn tôi ghi một giá khác. Đúng vậy, phần trên lệch chia đôi. Tôi và ông mỗi người một nửa. Vậy cả hai ta ai cũng được lợi còn gì? Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Anh mua bao nhiêu thì mua, nhưng tôi không thể ghi sai giá như vậy được. Rõ ràng là ông cũng được chia lợi, lại có mối làm ăn lâu dài, sao ông lại không đồng ý chứ? Xin lỗi, chúng tôi làm cái nghề này truyền đời đã mấy trăm năm, đó là nguyên tắc của chúng tôi không thể làm trái với lương tâm được. Xin anh đi nơi khác cho. Thôi được, đã vậy tôi xin cáo từ. Đoàn xe ngựa kia đi đâu thế nhỉ? Dạ, nghe đâu đoàn xe ấy là đoàn xe lái buôn trên kinh thành. Họ đang vào xưởng Trương Hiển để thu mua. Cái gì? Chẳng lẽ đoàn của người lái buôn hôm qua họ đã thỏa thuận ở chỗ của mình rồi mà. Nào, sang xe tiếp theo đi. Nè anh, chuyện này là thế nào? Sao anh lại lấy hàng bên này? Chẳng phải anh đã thỏa thuận lấy bên xưởng của chúng tôi rồi mà. Xin lỗi ông, nhưng tôi quyết định chỉ làm ăn với người trung thực. Trung thực gì cơ? Ông nói gì vậy? Ông vì lợi nhuận mà sẵn sàng thỏa hiệp để làm những việc khuất tất. Thử hỏi chúng tôi làm sao tin tưởng để làm ăn lâu dài. Còn ông chủ Trương Hiển thì hoàn toàn ngược lại với ông. Ông ấy nhất quyết từ chối mọi sự mời mọc, lợi nhuận cá nhân mà tôi đưa ra. Do vậy, chúng tôi tất nhiên sẽ chọn xưởng của ông Trương Hiển. Hóa ra là hôm qua, ông... Đúng vậy, tôi chỉ đi kiểm tra, làm phép thử ai là người trung thực nhất. Thương gia và lão nông. Thôi chết, đã nửa chiều rồi, phải đi thôi. Không biết túi vải của ai bỏ quên. Nhớ có người tham lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của lắm. Thôi, cứ mang về nhà rồi viết mảnh giấy để người mất biết mà tìm. Đây là đồ người ta bỏ quên trong miếu. Mình xem trong túi có gì. Mai mốt có người đến nhận, đúng thì trả lại cho người ta. Ôi, vàng! Nhiều vàng quá ông này. Ừ, nhưng vàng này là của người ta.
bà chớ có đụng tay vào. Mình an tâm, tôi hiểu chứ. Cụ ơi, cụ có thấy cái túi ở đây không? Túi nào? Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi trưa trong miếu này. Quả thật, lâu không thấy túi đồ anh nói. Khổ thân tôi, thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn 10 năm nay. Bao nhiêu công lao trôi sông trôi biển cả rồi, khổ thân tôi chứ. Tôi thì không thấy cái túi, nhưng mà có mảnh giấy của ai đó dán ở đây. Có lẽ để lại cho anh đây. May quá, cảm ơn cụ. Phải đến xin chuộc lại cái túi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người bỏ quên túi vải trong miếu trưa nay. Nghe nói... Nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào. Trong đựng những gì? Đó là túi vải. Trong đựng một ít lương khô đi đường. Thế thì không phải túi của bác. Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ. Xin bác hãy đợi một chút. Quả thật đó là túi đồ của bác rồi. Xin mời bác nhận lại. Ôi, thật là tôi lại tìm thấy nó sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vàng của tôi kể như đã mất, mai sau lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa, để tỏ lòng thành thật biết ơn. Ấy chết, trả lại đồ vật không phải của mình, chỉ là một việc bình thường. Có ơn gì đâu mà đền. Bác đã làm một việc thiện, được đền ơn là đúng lẽ đời mà bác. Đã làm việc thiện đừng nghĩ đến ơn nghĩa. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Thôi, xin bác cứ vui lòng nhận lại, đừng làm thế. Bác phải lao tâm khổ tứ làm lụng bao nhiêu ngày mới có được chút của ấy. Đâu phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà có được. Bác khỏi ái náy làm gì, bác có cho, có biếu, tôi cũng xin không nhận lại đâu. Phàm có tiền dễ quá, người ta dễ trở nên hư đốn. Bác thông cảm giúp. Tấm lòng bác thật là tấm lòng của tiên, của Phật. Xin ngàn lần cảm ơn bác. Ngựa Bạch Long. Trường Lâm, sao chậm thế? Con Bạch Long này, sao hôm nay mày vô dụng vậy? Mới chạy có nửa ngày mà đã quỵ rồi. Mày mà còn thế nữa, tao sẽ thay con ngựa khác. Kìa mình, sao phải bực tức vậy? Con ngựa này già yếu, vô dụng rồi, tao muốn thay con khác. Mình à, con Bạch Long này là một con ngựa tốt hiếm có. Chỉ tại mình bắt nó chạy nhiều quá, bị kiệt sức nên nó mới như vậy thôi. Mình bớt đi đua ngựa, cho nó nghỉ ngơi là nó lại chạy tốt ấy mà. Lại cả nàng nữa, niềm đam mê của ta là đua ngựa. Sao nàng có thể nói ta bớt đi đua ngựa chứ? Đi, đi. Đi ra mau, con ngựa lười biếng này. Đi nào. Mày đúng là thân lừa ưa nặng. Cứ phải ra roi mới chịu nghe lời phải không? Chàng tỉnh rồi hả? Ta làm sao thế này? Tay ta sao không cử động được? Chàng đừng cử động, chàng quên rồi hả? Chàng đã bị ngã ngựa trên núi và bị gãy tay. Thầy thuốc đã băng bó lại rồi. Trời, gãy tay à? Liệu... Tay phải của cậu gãy xương rất nặng. Các mảnh xương vỡ đã được cố định, nhưng rất khó lành lại. Cái gì? Chẳng lẽ tay ta bị liệt luôn sao? Dù thế nào, đã có em ở bên cạnh đây rồi. Không, không.
Mình ơi, thiếp mang cháu Yến đến đây, chàng cố ăn cho chóng bình phục. Ta không ăn, nàng đem ra đi. Kìa mình, sao mình lại không biết lo cho sức khỏe như vậy? Ta đã ra thế này còn lo cái gì chứ? Tay ta đã trở thành tàn phế rồi. Cuộc sống của ta trên lưng ngựa giờ không còn nữa. Đàn ông như ta coi như vô dụng rồi. Mình đừng nói thế. Đợi một thời gian nữa, sức khỏe phục hồi, mình lại có thể cởi con Bạch Long đi săn rồi. Con Bạch Long, nó sao rồi? Nó bị gãy hai chân, cũng được băng bó rồi. Mình có muốn ra thăm nó không? Có, đưa ta ra đó đi. Mình đừng vào vội. Mấy hôm nay con Bạch Long ngày nào cũng luyện tập như vậy, gã rồi nó lại đứng lên. Nó rất kiên cường. Em nghĩ nó sẽ sớm đứng lại được trên đôi chân của mình thôi. Tao thua mày rồi, Bạch Long ơi. Nhìn xem, con ngựa đã lấy lại được phong độ rồi. Nó đúng là một con ngựa kiên cường. Cả mình nữa chứ. Cánh tay của mình tuy không còn linh hoạt như xưa, nhưng tôi thấy mình vẫn là người cưỡi ngựa số 1 đó. Ta phải cảm ơn nàng. Chính nàng đã giúp ta có được ngày hôm nay. Chuyến chơi xa của Phú Ông. Năm mới Tết đến, mình cũng phải đến thăm hỏi quan lớn. Không thì quan cho mình là người thất lễ. Đây là tiền đi đường, ông dắt kỹ vào, kẻo trộm nó nhòm ngó. Khổ lắm, biết rồi. Tôi dặn cũng chả thừa đâu. Chốn kinh thành đông đúc mà toàn người giàu có, hiểu biết. Ông làm gì cũng đừng để cho người ta coi khinh mình là người ở quê ra, nghe chưa? Bà không phải lo, thấy họ làm gì là tôi làm theo đó. Thằng Hầu đâu? Sắm sửa quần áo cho ông đến đâu rồi? Dạ, thưa bà, con đã sắp xong đâu vào đó rồi ạ. Mai con đưa ông đi cẩn thận, hầu hạ chu đáo. Đi sớm về sớm, đừng để ông la cà dọc đường đó. Dạ, con nhớ rồi. Kinh thành quả là một trời một vực so với quê ta. Đúng thật ông ạ. Vào kia nghỉ ngơi chút đã, ông mỏi chân quá. Ông và cậu dùng gì ạ? Cho ấm trà ngon với đĩa bánh ngọt. Vâng ạ. Quán này phục vụ kiểu gì thế hả? Dạ, dạ. Sao không rửa chén, tráng ấm ở trong rồi mới mang ra? Cứ để khách phải tự làm thế kia, hay coi thường chúng tôi không có tiền? Dạ, ở đây làm như thế người ta gọi là thưởng trà đấy ạ. À. Người sành trà đến đây đều muốn tự tay pha ấm trà ngon. Vậy hả? Vậy hả? Không biết trong quán có ai quen mặt mình không. Hôm nay đúng là ê mặt. Người ta cười cho vì quê mùa, không biết cái gọi là thưởng thức trà. Thì tại mình không biết mà ông. Ấy đấy, chính vì lộ ra là mình không biết nên mới bị bẻ mặt thế đấy. Từ giờ cấm không có hỏi han gì hết. Người ta làm thế nào mình cứ làm theo là được. Dạ vâng ạ. Đi thôi. Đi đứng cũng phải ưỡn ngực, duỗi thẳng chân cho nó ra dáng. Trời ơi, không thể tin được. Ông ơi, con đang nằm mơ phải không ông? Ông ơi, sao ông không hỏi ông ấy một tiếng có đi qua được không? Hỏi rồi người ta lại coi thường mình từ quê ra không biết gì à? Thế mình có qua xong không ông?
bao nhiêu người đều đi được, thì chắc cũng chẳng phải phép thuật gì. Cứ đi, họ sang được thì mình cũng sang được. Giống như vừa nãy ở quán ăn đó, họ chả làm những việc kỳ lạ thế còn gì. Cứu, cứu với, cứu tôi với. Sao tôi không qua sông được như mọi người? Cái sông này có một cây cầu nhỏ nối hai bên bờ. Mấy ngày nay mưa, nước dâng lên che mất cây cầu đó rồi. Chúng tôi hàng ngày vẫn đi qua lại đây, nên biết chính xác vị trí của nó, nên vẫn có thể đi qua được dễ dàng. Ông từ xa tới mà không hỏi thì làm sao mà đi được. Chuyến đi của ốc sên. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Anh chuột, anh đi đâu thế? À, tôi đi lanh quanh một chút mà. Nắng đẹp thế này, sao anh không ra ngoài thăm thú cảnh đi? Cứ lanh quanh ở nhà thế này, biết đi đâu bây giờ? Ở quanh đây thì cũng có khác gì ở nhà tôi chứ. Sao lại không khác? Anh lên trên núi Thiên Sơn kia kìa. Sống ở đời được một lần lên trên ấy thì không cần gì phải hối tiếc đâu. Tôi nghe người ta kháo nhau lên đó thật tuyệt vời, cả thế gian thu gọn ở trong mắt mình. Thế à? Vậy thì kiểu gì tôi cũng phải lên đó mới được. Nhưng mà anh phải nhớ, nếu đi thì đi luôn đi chứ. Để sang mùa đông thì anh không đi được đâu, đường trơn và lạnh lắm. Vâng, nhất định tôi sẽ chuẩn bị và sớm lên đường ngay. Nghĩ đến lúc đến được núi Thiên Sơn kỳ diệu kia mà thích quá. Ôi, ôi, cái gì đáng sợ thế này? Hóa ra là một quả khổng lồ rơi, làm mình suýt mất mạng. Không biết sắp tới chưa nhỉ? Chẳng nhìn thấy ai mà hỏi thăm nữa. A ha, có tí thức ăn lót dạ rồi. Ôi, ôi, chú mày, bò đâu cho thoát. Cảm ơn anh. Không có anh thì tôi đã tan tành trong bụng con lợn đó rồi. Thôi khỏi khách sáo. Mà anh cũng lạ, không biết đây là lãnh địa của bọn lợn rừng hay sao mà dám vào đây. Tôi đâu có biết. Tôi định lên núi Thiên Sơn anh à. Thiên Sơn? Anh có biết núi ấy ở đâu không? Không biết. Thì anh có biết đi tới núi ấy bao xa không? Cũng không biết. Trời ơi, cái gì anh cũng không biết? Không biết mà dám đi cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, núi Thiên Sơn cách đây cả vạn dặm, cao cả ngàn thước, đi qua rất nhiều vùng nguy hiểm. Ốc sên nhà anh có đi cả ngàn năm cũng chả đến nơi được đâu. Ơ, đến thế kia à? Anh ơi, trước khi làm gì anh phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Người ta bảo gì suối gì cũng làm theo thì chết à. Anh có biết, chỉ vì cái tính bồng bột nông nổi, chưa tìm hiểu kỹ đã làm mà suýt nữa anh mất mạng đó không? Tôi... Thôi, từ nay tôi không dám nữa đâu. John và chú sóc nhỏ. Không ổn, mình vẫn chưa hài lòng về bức tranh này. Anh ơi, có thư của Alex gửi anh nè. Thư của Alex hả? John thân mến,
Vậy là tớ rời thị trấn đã được 2 năm rồi. Đúng như tớ dự tính, ở thành phố lớn này, tớ đã có cơ hội vươn tới công việc mà tớ mong muốn. Sau rất nhiều khó khăn, giờ tớ đã trở thành một phóng viên của tờ Time rồi. Vậy là ước mơ của tớ đã thành hiện thực. Còn cậu thì sao? Đã mở được phòng tranh của riêng cậu chưa? Tớ mong sớm được đến dự triển lãm tranh của cậu. Thân mến, Alex. Tớ nghĩ ở lại thị trấn nhỏ bé này sẽ không có cơ hội cho giấc mơ nhà báo của tớ. Phải lên thành phố lớn thì mới có cơ hội cậu ạ. Cậu không nghĩ về những khó khăn sao? Nhà cửa không có, bạn bè và các mối quan hệ cũng không. Tất cả đều bắt đầu với bàn tay trắng ư? Phải thử mới biết được John ạ. Thôi, đã đến giờ tớ đi rồi. Hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu. Có chuyện gì với anh? Không có gì đâu em. Anh nè, việc chuyển lên thành phố anh đã nghĩ thấu đáo chưa? Anh nghĩ cứ để một thời gian nữa em ạ. Bây giờ vợ chồng mình đang quen sống ở thị trấn này rồi. Lên thành phố anh e sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã lần lựa nhiều năm nay rồi. Anh còn nhớ chúng mình đã từng nhủ với nhau sẽ cùng lên thành phố để xây dựng ước mơ của chúng ta mà. Anh sẽ trở thành một họa sĩ, còn em sẽ là một đầu bếp. Anh quên rồi sao? Thế em không nghĩ về một loạt khó khăn mà chúng ta phải đối đầu à? Chúng ta chẳng có gì trong tay, làm sao chúng ta có thể vượt qua? Nhưng... Mary, hãy để anh suy nghĩ thêm đã. Thôi em ra ngoài đi, anh muốn tập trung vẽ cho xong bức tranh này đã. Đi hay không đi? Mình phải làm thế nào đây? Một cảnh tượng rất thú vị phải không? Nó không thể một lần nhảy tới cành cây đầy quả kia. Nhưng sau vài cú nhảy, chúng đã tới được đích. Con chó hung dữ phía dưới có thể lao tới tấn công nếu nó rơi xuống. Vậy mà nó vẫn can đảm tiếp tục nhảy và hái quả. Nó rất dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để đạt được mục đích. Nó thật giỏi, anh có thấy vậy không? Vâng, chúng quả là thông minh. Chẳng lẽ mình không bằng nổi chú sóc kia sao? Phải dám chấp nhận thử thách thì mới có cơ hội để có thành công chứ. Mình không thể cứ mãi miễn cưỡng và hèn nhát thế này được. Chào bà, cảm ơn bà rất nhiều. Mary, Mary, có chuyện gì vậy anh John? Mary, chúng ta sẽ chuyển lên thành phố, càng sớm càng tốt. Thật vậy sao anh? Sao John lại quyết định đột ngột như vậy? Anh xin lỗi em, Mary. Chỉ tại anh quá hèn nhát và e sợ khó khăn nên đã bỏ phí thời gian những năm qua. Từ giờ chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu để thực hiện những ước mơ của chúng ta. Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ khắc phục từ từ từng bước một. Rồi anh tin chúng mình sẽ có được thành công thôi. John, em cũng tin như thế. Áo rách. Vâng, em chờ anh lâu chưa? Em đợi khoảng 45 phút. 45 phút rồi ư? Anh xin lỗi đã bắt em đợi lâu. Tại kẹt xe lâu quá em à. Em không giận anh chứ? Giận gì chứ? Anh đi làm mệt mỏi, lại kẹt xe, đến muộn là chuyện bình thường thôi mà. Đúng là chỉ có em mới hiểu anh. Áo anh bị sứt chỉ nè. Vậy à? Anh không để ý nên không biết. Mà cái áo cũng cũ rồi, sờn cả cổ áo. Để mai em mua cho anh cái áo mới nha. Cảm ơn em. Thank you.
rồi à? Sao hôm nay ba về muộn thế? Ừ, hôm nay rau ế quá. Ba phải đạp xe lên tận chợ huyện bán nên mới về muộn. Con chưa ăn cơm sao? Ăn trước đi, chứ đợi ba làm gì? Con chưa muốn ăn, ba cứ ăn trước đi. Con vá cho xong cái áo. Cái áo này... Cái áo anh Thái đó bà. Rách cả một đường ở vai áo mà cứ thế mặc ra đường có chết không chứ? À, ba khóa cổng chưa? Con ra ngoài mua cuộn chỉ xanh. Chỉ xanh nhà ta vừa hết. Nếu không chỉ màu khác thì lộ lắm bà. Ừ, ba chưa khóa đâu. Đi nhanh đi kẻo người ta đóng cửa hàng. Con đi rồi qua nhà nhỏ Bích một tí. Ba cứ ăn cơm rồi đi nghỉ sớm nha ba. Bích ơi. Ơi, tớ nè, cậu vào đi. Cậu đang làm gì vậy? Tớ đang ủi lại mấy cái áo. Cho anh Thành của cậu đúng không? Không, áo ba tớ. Ba cậu hả? Chà, con gái chu đáo ghê ta. Ba tớ hôm qua cũng tối muộn mới về. Quần áo nhăn nhúm, chẳng lúc nào có thời gian ủi áo. À, sáng mai cậu có rảnh không? Cũng rảnh, sao? Mình muốn rủ cậu đi chợ. Mình muốn tìm cho ba mình một cái áo mới. Áo của ba mình cái thì cũ, cái thì rách cả rồi. Mình vừa lãnh lương, mình định mua cho ba hai cái áo mới. Ba mình tiết kiệm lắm, chẳng bao giờ mua áo mới cả. Nè, sao mặt cậu thần ra thế hả? Đang nghĩ cái gì vậy? Lại nhớ người yêu rồi phải không? Ờ, không, không có gì. Của ba cũng rách thế này. Vậy mà bấy lâu con chẳng bao giờ để ý tới. Con gái vô tâm quá. Ba tha lỗi cho con. Trăng. Trăng hôm nay đẹp quá, nước mới hãm mà uống đi kẻo nguội. Đúng là trăng quê mình đẹp thật, to tròn lại sáng nữa. Trưa nay thằng Hiển gọi điện về, nó nói trên thành phố mấy bữa nay mất điện nóng lắm. Tối đến bọn trẻ con còn chẳng ngủ nổi, nó lằn qua trời. Khổ thân lũ trẻ, trên ấy đâu đâu cũng thấy nhà, có thấy cái bóng cây nào đâu mà không nóng. Trăng thanh gió mát thế này, bọn trẻ mà được về quê chơi với ông bà thì thích lắm đó.
Bà ra ban công ngắm trăng với tôi nha. Hôm nay trăng rằm đó bà ơi. Trên này nắng nóng lắm, không có gió mát như ở nhà mình đâu bà ạ. Nhưng có bà ngồi ngắm trăng cùng, tôi thấy vui. Cũng là trăng, mà sao trăng thành phố đó xa vời vợi thế bà nhỉ? Giấy ghi nợ. Thôi, con đi ạ. À. Lên đó chăm chỉ học tập, nhớ giữ gìn sức khỏe. Việc ở nhà đã có ba mẹ lo, không phải suy nghĩ gì cả. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân ạ. À. Ừ, lên đó ở nhà trọ, an ninh phức tạp, có cái máy tính là giá trị nhất, con phải cẩn thận nghe con. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thôi, đi đi con. Ơ, à, đám con trai lớp mình kìa, vào tí đi. Thôi, cậu vào đi. Tớ về trước đây. Vào chút thôi, học hành cũng phải giải trí chứ. Nghe nói bọn này đấu điện tử cừ lắm. Vào xem chứ, mất gì mà sợ. Cậu biết chơi không? Chơi thử ván xem thế nào. Nếu thắng tớ, mời cậu chào cà phê. Tớ chơi không giỏi đâu. Chơi cho vui thôi mà. Bạn bè cùng lớp chả lẽ lại không nể mặt nhau. Thế chứ, sợ gì không chơi. Thôi, không ngờ bọn sách mà chơi giỏi vậy. Thật ra bọn tớ toàn chơi tiền thôi, mỗi ván 200.000 đồng. Nếu cậu thích thì tuần sau đến đây chơi. 200.000 đồng cũng đủ tiền ăn một tuần. Chúng ta chơi không giỏi, nếu mình thắng vài trận thì không phải xin tiền ba mẹ nữa. Ừ, tuần sau tớ đến. Sao hôm nay đen thế, thua 2 trận rồi. Thắng thua mai rủi cả. Cậu đưa tớ 400.000 đi. Chơi tiếp không? Tớ hết tiền rồi. Tớ thấy cậu còn cái máy tính xách tay đó. Ừ, không được đâu. Máy tính tớ còn để làm bài tập. Hơn nữa chơi đi, làm sao mà đem mãi được. Biết đâu chẳng những gỡ lại mà còn có thêm. Được, chơi tiếp ván nữa. Ba mẹ Lâm, sao con về tối muộn vậy con? Cơm nước gì chưa? Dạ, con... Con làm sao? Có chuyện gì thế? Sao trông con buồn bã vậy? Con đánh mất máy tính rồi. Máy tính mất rồi? Để đâu mà mất? Cả nhà chắc bóp mãi mới mua được. Con ra bắt xe, chẳng may bị trộm móc mất. Lớn bằng đấy tuổi đầu, có cái máy tính cũng không giữ được. Thôi mẹ nó ơi, để thằng bé nghỉ ngơi đã. Đằng nào cũng mất rồi, con đi rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào ăn cơm. Vâng ạ. Cái thằng bé này, quần áo bẩn để lẫn hết vào đây rồi. Phải để riêng ra mẹ giặt cho chứ. Về chơi được mấy hôm con? Con về xin tiền mai con đi luôn ạ. Tiền ăn tháng này con cầm lấy. Máy tính nếu cần con chịu khó nhờ bạn ít hôm.
Mấy tháng nữa có lứa heo mới ra, rồi ba mẹ sẽ cố lo liệu. Mà mẹ nó nè, bà gói mấy chục trứng. Mẹ nó chăm chú đọc cái gì mà từ nãy không nghe tôi gọi thế? Cái giấy ghi nợ của nhà bác Hai hôm trước ấy mà. Mấy hôm nay tôi tìm mãi mới thấy. Thôi, hai cha con nói chuyện đi. Mẹ đi gói cho con chục trứng gà, mang lên mà ăn. Mẹ! Mẹ biết con muốn nói gì rồi. Con muốn giải thích chuyện này phải không? Mẹ ơi, con sai rồi. Con đã cầm cố cái máy tính mà ba mẹ mua cho con. Lâm ơi, nếu con biết thương ba thương mẹ, con phải chấn chỉnh lại mà học hành. Đừng để ba mẹ vất vả, nhọc công vô ích nghe con. Con hư quá phải không mẹ? Mẹ tha lỗi cho con. Lần sau con sẽ không bao giờ làm như thế này, cũng như gian dối ba mẹ nữa đâu. Chuyện nhà bé Minh. Nhanh vào Minh, sắp muộn giờ học rồi kìa. Con xong rồi đây ạ. Chết rồi, muộn giờ rồi. Đã thế lại còn mắc đèn đỏ nữa chứ. Hôm nay có buổi họp quan trọng mà không đến kịp thì chết dở. Nhanh nào. Đèn vẫn đang đỏ mà ba. Khi đang vội thì phải nghĩ cách thật linh động để giải quyết được vấn đề nhanh nhất chứ. Ồ, thì ra là vậy. Hai cha con chuẩn bị ăn tối nhé. Dạ. Hôm nay ở lớp có gì vui không con? Dạ, hôm nay cô trả bài kiểm tra, con được 10 điểm đó ạ. Tốt. Phải phát huy đấy nhé. Ăn nhiều vào còn có sức mà học nghe con. Càng lên lớp bài vở càng khó. Có gì không hiểu cứ hỏi ba mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Mai cô kiểm tra vỡ bài tập rồi. Không làm đủ bài sẽ bị phạt. À phải rồi. Cậu làm xong bài tập rồi hả? Cho tớ mượn vở về để làm xong, tớ tham khảo nhé. Được thôi. Hay là mình... Con đang chép bài bạn đó à? Dạ, dạ, con... Con có biết như thế là xấu lắm không? Mẹ đã bảo, có gì không hiểu phải hỏi ba mẹ rồi kia mà. Có chuyện gì mà to tiếng với con vậy mẹ nó? Anh xem, con đó không tự giác làm bài tập về nhà, lại mượn vở bạn chép bài thế này đây nè. Tại bài tập khó quá, mà mai cô kiểm tra rồi, nên con mới... Thế là con không đúng rồi. Nếu mai cô thu bài, thì con phải sắp xếp thời gian làm bài tập sớm hơn chứ. Mượn vở bạn chép bài là con đã vi phạm nội quy của trường lớp. Hành động đó là rất xấu, con biết chưa? Lần sau con không được như thế nữa nha. Lần đầu ba mẹ chỉ nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ phạt nặng đó, nghe chưa? Tại mai nộp rồi nên con mới thấy. Lại còn cãi à? Hôm trước ba cũng thấy mà. Ba cũng thế? Hôm trước ba đưa con đi học, đến ngã tư đèn vẫn còn đỏ mà ba lại đi. Ba bảo khi đang vội thì phải nghĩ cách nào thật linh động để giải quyết vấn đề nhanh nhất còn gì. Anh như vậy là cũng sai rồi. Dù vội đến mấy nhưng phải chấp hành luật an toàn giao thông, còn làm gương cho con học tập chứ. Anh biết rồi. Con cũng biết lỗi rồi,
Từ nay con sẽ không thế nữa. Mùa đông đến rồi. Gấu Pin ơi, mùa đông sắp đến rồi. Bọn tớ bay về phương Nam tránh rét đi. Chào các bạn đi bình an nhé. Mình cũng phải đi kiếm thêm ít gỗ về sửa mái nhà cho chắc chắn mới được. Chim Ben ơi, sao bây giờ cậu mới thu hoạch rau cải? Gấu Pin đó à, tớ ốm cả tháng nay, giờ mới khỏe lại cậu ạ. À. Không biết có kịp thu hoạch trong ngày hôm nay không? Nghe nói mai có tuyết rơi rồi. Cậu để tớ giúp, không thu hoạch kịp là hỏng hết đó. Vậy tốt quá, cảm ơn cậu, Gấu Pin. Thế là xong. Nếu không có cậu, tớ không thể thu hoạch xong rau cải trước khi mùa đông đến mất. Mời cậu vào nhà uống trà với tớ. À, không được rồi. Tớ phải đi kiếm thêm ít gỗ lợp lên mái nhà. Mùa đông đến, nhà tớ sẽ lạnh cống mất. Thôi, tớ đi đây. Các bạn Chiến đang khiêng bắp ngô về nhà hả? Bắp ngô nặng quá. Bọn tớ phải mất một ngày mới tha được về đây đó. Các cậu để đó cho tớ. Chúng tớ cảm ơn Gấu Pin nha. Không có gì đâu. Tớ phải đi kiếm gỗ lập lên mái nhà đây. Chào các bạn Kiến nha. Chóc Tổ ơi, sao cậu lại ngồi ở đây khóc? Gấu Pin ơi, tớ vừa bị trượt chân ngã, làm rơi hết hạt dẻ xuống sông rồi. Mà mùa đông đến gần bìa rừng rồi, tớ phải làm sao đây? Mùa đông đến gần bìa rừng rồi sao? Phải nhanh chân đi kiếm ít gỗ về lợp mái nhà mới được. Chóc Cầu ơi, chờ đã. Cậu đứng ở đây chờ tớ, tớ xuống sông vớt hạt dẻ lên cho cậu nha. Nhưng mà nước sông lạnh lắm đó. Hạt dẻ của cậu đây. Giờ cậu leo lên lưng tớ, tớ cõng cậu về. Không, không, tớ tự về được. Cậu bị ngã, đau thế kia, tự đi về sao được, cứ để tớ cõng về. Cảm ơn Gấu Pin nha. Cậu đi kiếm gỗ đi, kẻo không kịp lập nhà trước khi mùa đông đến đâu. Ừ, tớ đi đây. Gấu Pin, cậu về rồi đó ạ. À. Wow, sao các bạn lại ở đây? Cậu đã vì chúng tớ mà chưa lợp được mái nhà. Mùa đông đến nơi rồi. Chúng tớ đến đây để cùng giúp cậu lợp lại mái nhà trước khi tuyết rơi nhé. Ôi, thế này thì ngại quá. Có gì mà ngại chứ. Cậu là một người bạn rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chúng tớ cũng rất vui nếu được giúp đỡ cậu mà. Nào, chúng ta cùng lợp mái nhà thôi. Tình yêu khoa học. Bác sẽ giới thiệu cháu với cậu Pierre Quiry. Hy vọng cậu ấy sẽ cho cháu dùng chung phòng thí nghiệm. Anh ấy có khó tính không bác? Gặp rồi cháu sẽ biết. Xin chào giáo sư Joseph. Chào nhà khoa học trẻ. Đây là Marie. Tương lai, cô bé cũng sẽ là một nhà khoa học đấy nhé. Nhà khoa học? Một phụ nữ ư? Cậu cứ chờ mà xem. Còn giờ, cậu có vui lòng chia sẻ phòng thí nghiệm với cô bé không nào? Cháu không hiểu một phụ nữ có thể làm gì ở phòng thí nghiệm cơ chứ. Phụ nữ xuất hiện ở phòng thí nghiệm vì họ đang làm nghiên cứu khoa học cũng giống như các anh thôi. Anh Pierre à?
Vâng, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Cô Marie không ăn tối à? Tôi chưa muốn ăn, anh cứ đi đi ạ. Khuya thế này rồi mà cô ấy vẫn còn làm việc sao? Hay ngủ rồi mà quên tắt đèn? Chà, có vẻ quyết tâm đấy. Để xem cô cống hiến cho khoa học được bao lâu. Mary dạo này thế nào, Pierre? Suốt 10 ngày nay, lúc nào cô ấy cũng ở phòng thí nghiệm, chắc cũng sắp đuối rồi. Phụ nữ thì làm sao đủ sức để theo đuổi những thí nghiệm kéo dài, có khi đến hàng năm trời chứ. Tất cả chỉ là phỏng đoán chủ quan của cậu. Ta lại nghĩ khác. À, mà bà nhà ta vừa nấu món súp ngon lắm. Cậu mang một ít về cho cô bé nhé. Vâng, thưa giáo sư. Cô Mary ơi! Cô Mary! Cô Mary! Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào làm thí nghiệm đến quên ăn quên ngủ như cô. Cô cần giúp gì cứ nói với tôi nhé. Cảm ơn anh Pierre. Cô Mary có dự định gì cho tương lai chứ? Tôi chỉ muốn được làm khoa học suốt cả đời mình. Phụ nữ thường thích nấu ăn, khâu vá, thiêu thùa. Sao cô lại thích khoa học? Mẹ và chị gái tôi đều mất sớm vì bệnh tật. Từ đó, lúc nào tôi cũng muốn nghiên cứu những ứng dụng khoa học để chữa bệnh cho mọi người. Anh Pierre ạ, tôi nghĩ có một nguyên tố hóa học có tính phóng xạ rất cao mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị ung thư. Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên tố đó. Cô Mary, cô có một tình yêu khoa học thật đẹp đẽ. Tôi tin cô sẽ thành công. Cô Mary, cô có thư nè. Mary, có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là thư của ba tôi thôi. Mary, Mary! Pierre, sao anh lại đến đây? Giáo sư Joseph bảo rằng cô định về Ba Lan. Tại sao cô lại quyết định đường đột vậy? Tôi đã hứa với cha khi học xong sẽ trở về sống bên cha và làm việc ở đất nước tôi. Nhưng sao cô không nói với tôi? Việc đó thực ra đâu quá quan trọng. Sao lại không quan trọng? Cô phải ở lại đây. Chỉ ở đây cô mới có điều kiện tốt nhất để nghiên cứu khoa học. Cô không có quyền bỏ rơi khoa học. Khoa học cần cô Mary à? Khoa học cần tôi ư? Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải chính anh vẫn nói phụ nữ thì hợp với thiêu thùa mai vá, không hợp với nghiên cứu khoa học còn gì? Giờ tôi hiểu mình đã nhầm. Và anh cũng cần em, Mary à. Không lâu sau, Mary chấp nhận lời cầu hôn của Pierre và đổi tên thành Mary Guiri với sự hỗ trợ tận tâm của chồng. Mary Guiri đã ghi tên mình vào lịch sử khoa học thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel cao quý ở hai lĩnh vực vật lý và hóa học. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!